Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground lịch sử. Ngược dòng thời gian trở về hơn 1.000 năm trước khi tộc Đảng Hạng và Nữ Chân còn chưa kịp cuột khởi để thành lập lên nhà nước Tây Hạ và Đại Kim, người Khiết Đan đã tạo dựng ra một đế chế hùng mạnh. Xuyên suốt thời gian tồn tại của đế chế này, dù có thịnh hay suy, thì nó vẫn là nỗi khiếp đảm với nhà Tống mỗi khi được nhắc tới. Đúng vậy, con Ngáo Ộp đã từng dìm Tống Quốc trong chiến loạn liên miên, đã từng chiếm một nửa lãnh địa Trung Quốc, từng đè bẹp Tây Hạ và Đại Kim dưới gót chân của mình, chính là Đại Liêu. Mặc dù chỉ tồn tại có 331 năm, nhưng họ cũng đã kịp để lại những dấu ấn của riêng mình. Tuy nhiên, theo sự xoay vần của lịch sử nhân loại, đất nước này đã suýt bị lãng quên. Vậy thì rốt cuộc, đế chế bị lãng quên của người Khiết Đan được thành lập như thế nào và trở thành bá chủ của Trung Quốc ra sao? Tại sao với bề dày lịch sử hàng trăm năm, họ lại suýt bị quên lãng? Hãy cùng Battleground đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Quật khởi và kiến quốc. Để nói về khởi nguồn của Đại Liêu, có lẽ ta nên bắt đầu từ nguồn gốc của người Khiết Đan. Người Khiết Đan vốn là hậu duệ của người Tiên Ti, một bộ lạc ở phía Bắc Trung Quốc. Mà người Tiên Ti thì lại là hậu duệ của người Sơn Nhung trong thời kỳ chiến quốc Thất Hùng. Tuy đến thời Bắc Ngụy, Đạo Vũ Đế, Thác Bạt Khuê, những người trong bộ lạc mới có tên gọi chung là Khiết Đan. Nhưng với xuất thân như đã nói trên, thì dân tộc Khiết Đan có thể coi là một dân tộc có lịch sử lâu đời. Đến năm 648, Đường Thái Tông Lý Thế Dân quyết định sẽ thực hiện sự kiểm tỏa đối với Khiết Đan. Ông lập ra Tùng Mạc Đô Hộ Phủ cho cai quản những vùng đất của người Khiết Đan. Chức đô đốc này vẫn do những tù trưởng của Khiết Đan nắm giữ. Những người này được ban cho họ Lý, họ của hoàng tộc. Các đời tù trưởng tiếp theo của Khiết Đan vẫn tiếp tục quy phục nhà Đường. Nhưng đến đời Đường Cao Tông thì người Khiết Đan lại nổi dậy và thoát ly quan hệ với nhà Đường. Hơn 200 năm sau, về cơ bản, người Khiết Đan đã chỉ tập trung xây dựng lực lượng, không có những bước tiến quá lớn. Tộc Khiết Đan chỉ thực sự thay ra đổi thịt khi một con người kiệt xuất ra đời, đó là Gia Luật A Bảo Cơ. Gia Luật A Bảo Cơ sinh năm 872, là con trai của tộc trưởng Điệt Liệt bộ lạc hùng mạnh nhất trong 8 bộ lạc của người Khiết Đan. Năm Gia Luật A Bảo Cơ tròn 29 tuổi, ông kế vị cha mình và trở thành thủ lĩnh của Điệt Liệt bộ. Mặc dù bằng tài năng của bản thân, chỉ 2 năm sau ngày nắm quyền ở Điệt Liệt bộ, ông đã trở thành thủ lĩnh quân sự tối cao của Liên minh Khiết Đan. Nhưng đó thì vẫn chưa phải là cái đích cuối cùng mà ông muốn đạt được. Mặc dù Điệt Liệt bộ là bộ lạc mạnh nhất trong liên minh, nhưng ngôi vị đại hãn của Liên minh Khiết Đan lại nằm trong tay của Diêu Liễu Thị, ngôi vị cửu ngũ chí tôn của Thảo Nguyên, mới chính là thứ mà Gia Luật A Bảo Cơ ngày đêm khát khao. Bằng khả năng ngoại giao thượng thừa, ông đã lợi dụng Lý Khắc Dụng, một quân phiệt hùng mạnh nhất thời kỳ Vãn Đường, thành công ngồi lên ngôi vị đại hãn và mở ra thời kỳ cường thịnh nhất cho Điệt Liệt bộ và cả dân tộc Khiết Đan. Gia Luật A Bảo có muốn mở rộng thực lực xuống phía Nam hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Thế nhưng quốc lực của 8 bộ tộc Khiết Đan chẳng là gì so với nhà Đường, dù đã bước vào thời kỳ mạt vận. Anh hùng chọn thời mà quật khởi. Nếu nhà Đường cứ mãi thống nhất thì dù vương triều có thối nát tới đâu đi chăng nữa thì có lẽ Khiết Đan cũng chẳng có thời cơ lập quốc. Thế nhưng thiên ý dường như đã an bài cho sự quật khởi của người Khiết Đan. Thời cơ ngàn năm có một đã xuất hiện, chỉ sau vài năm ngắn ngủi mà Gia Luật A Bảo Cơ lên nắm quyền. Chu Ôn, tội đồ của nhà Đường, khi chính ông ta là người đã lật đổ nhà Đường, đánh dấu sự biến mất một lần và mãi mãi của một trong những đế chế hùng mạnh bậc nhất lịch sử Trung Quốc và nhân loại. Thế nhưng, sự tàn lụi của người này thì lại chính là cơ hội của kẻ khác. Chu Ôn tạo phản, đưa Trung Nguyên bước vào thời kỳ ngũ đại thập quốc, đầy biến động. Quốc lực của đế chế năm nào đã trên 5-7. Kẻ thù chính ở phương Nam thì đã suy yếu nặng nề, chính là thời cơ ngàn vàng để người Khiết Đan trỗi dậy. Lợi dụng tình hình biến động ở phía Nam, Gia Luật A Bảo Cơ trên cương vị cửu ngũ chí tôn của Thảo Nguyên đã đưa quân đánh dẹp gần như toàn bộ các bộ lạc ở phương Bắc. Quốc lực của Khiết Đan được mở rộng một cách khủng khiếp. Họ chính là bá chủ của Thảo Nguyên, lãnh thổ được mở rộng lớn chưa từng có trong lịch sử. Khu chế xuất muối nằm tại Mông Cổ cũng bị Khiết Đan nuốt trọn và biến họ trở thành một đế chế không tên, biến Gia Luật A Bảo Cơ thành một hoàng đế không ai trên thảo nguyên bạt ngàn phương Bắc. Người Khiết Đan quả thực đã gặp may trước sự sụp đổ của Đại Đường, nhưng cũng không vì đó mà ta đánh giá thấp sự quật cường của dân tộc này, cũng như vai trò lãnh đạo của Gia Luật A Bảo Cơ. Khiết Đan hùng cứu thảo nguyên là lẽ tất yếu, và sự sụp đổ của Đại Đường chính là chất xúc tác tuyệt vời để quá trình này diễn ra nhanh tới kinh hoàng. Việc Khiết Đan mở rộng thế lực quá nhanh khiến cho các tiểu quốc kế thừa nhà Đường hoàn toàn bất lực trước việc đánh dẹp. Công cuộc bành trướng thế lực
đang tiến đến ngày lập quốc gần hơn bao giờ hết. Thế nhưng nội loạn đã xảy ra trong nội bộ Khiết Đan. Thật may cho họ, gia luật A Bảo Cơ đã phát giác ra sự việc và nhanh chóng giải loạn tất cả, nên nhìn chung tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Việc các rạn nứt và bạo loạn nổ ra trong nội bộ lãnh đạo đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho người đứng đầu các bộ lạc. Chiếm được thì phải trị được, đó là một quy luật bất biến của bất cứ đế chế nào nếu như muốn bành trướng thế lực. Vậy chia để trị thì làm cách nào không có tạo phản? Gia luật A Bảo Cơ có lẽ cũng hiểu được đạo lý này, và kiến quốc có lẽ là con đường duy nhất mà ông cùng dân tộc Khiết Đan có thể đi. Việc lập quốc sẽ xác định được vị thế của Khiết Đan chẳng thua kém gì những quốc gia ở Trung Nguyên, đồng thời giải quyết được phần lớn các vấn đề tồn đọng trong nội bộ. Ngày 17 tháng 3 năm 916, gia luật A Bảo Cơ kiến lập Khiết Đan quốc, tức Liêu Thái Tổ. Ông xưng đế, đặt ra niên hiệu, xác định con trưởng là gia luật Bội làm người kế vị, ủy quyền xây dựng miếu thờ Khổng Tử. Cơ cấu nhà nước được thiết lập gần giống với mô hình quản lý các quốc gia Trung Nguyên. Khiết Đan quốc được thành lập vì nó chính là đích đến cuối cùng của các thế lực quân sự khi bành trướng thế lực. Thời kỳ đầu mà Khiết Đan được thành lập, Liêu Thái Tổ, gia luật A Bảo Cơ vẫn rất tích cực trong việc mở rộng cương thổ, đưa quốc lực quốc gia lớn mạnh. Ông cưỡng đoạt rất nhiều nhân khẩu của Trung Nguyên, bắt họ phải sống dưới pháp chế của Khiết Đan. Vị hoàng đế Khai Quốc đưa quân Đông Trinh Bột Hải lập ra nhà nước Đông Đan ở khu vực này để cai quản dân chúng. Các quyết sách về kinh tế được Liêu Thái Tổ thi hành khiến cho Khiết Đan quốc nhanh chóng phát triển vượt bậc, chẳng thua kém là bao so với các quốc gia ở phương Nam. Cùng với sự hùng cường của quốc gia, cộng với quốc lực ngày càng được thu hẹp lại so với Ngũ Đại Thập Quốc, ý đồ nam hạ của Đại Liêu cũng theo đó mà xuất hiện dần. Chỉ tiếc rằng Liêu Thái Tổ không thể chờ được tới ngày đó. Như đã nói ở trên, ngay từ khi người Khiết Đan mới chỉ mở rộng được một chút thế lực thì nội loạn trong nội bộ đã xảy ra. Điều này phần lớn đến từ việc thừa kế ngôi vị tối cao của họ không phải là trao truyền con nối, hình thức kế vị, mà có thể là anh em của Đại Hãn hoặc là thủ lĩnh của một trong 8 bộ lạc, hình thức thế tập. Liêu Thái Tổ tất nhiên là không muốn công sức kiến quốc của mình rơi vào tay của người khác, vậy nên ông đã bỏ đi hình thức kế tập mà chỉ duy trì hình thức kế vị, trao chuyển con nối như ở Trung Nguyên. Người ủng hộ thì nói đó là bước đột phá trong tư duy lãnh đạo, kẻ phản bác thì lại gọi đó là tham quyền cố vị, hoặc có thể gọi mỹ miều hơn là độc tài. Liêu Thái Tổ bắt các thủ lĩnh phải thề rằng sẽ tận trung với gia luật Bội, người kế vị của ông, nhưng có rất ít người thoát được khỏi ma lực của quyền lực, nên những cuộc binh biến liên tiếp xảy ra. Và thật may mắn cho Khiết Đan quốc, trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Liêu Thái Tổ vẫn đủ sức đánh Nam dẹp Bắc, bình ổn chiến loạn. Tuy nhiên, đến năm 926, ông đột ngột qua đời. Gia luật Bội mất đi chỗ dựa và con đường bước lên ngôi kiểu ngũ chí tôn khó khăn hơn rất nhiều. Gia luật Bội chuẩn bị kế thừa vương vị. Ông được đánh giá là một nhân tài của Khiết Đan. Tài hoa chỉ có hơn chứ không có kém vua cha. Ông tinh thông âm luật, y học, bói toán, hội họa và văn chương bằng cả tiếng Hán và tiếng Khiết Đan. Ngoài ra, ông còn là một chiến tướng đại tài khi từng có thời gian cầm quân chinh chiến trong chiến dịch Bột Hải. Sau khi chiến dịch kết thúc với thắng lợi của Liêu vào năm 926, gia luật A Bảo Cơ ban cho gia luật Bội quyền quản lý lãnh thổ vừa chinh phục được. Lãnh thổ này trở thành nhà nước Đông Đan, còn gia luật Bội trở thành Đông Đan Hoàng Vương. Gia luật Bội quá hoàn hảo, quá xuất sắc, thế nhưng chính bởi sự hoàn hảo đó khiến cho tài năng của ông bị nghi ngờ. Gia luật Bội quá am hiểu nền văn hóa nhà Hán, và ông đã bị các thế lực thù địch cho rằng sẽ xây dựng một quốc gia dựa trên nền tảng của dân tộc Hán. Điều này sẽ khiến Khiết Đan quốc một ngày nào đó sẽ xa rời nền văn hóa Khiết Đan, thứ được coi như gốc rễ của họ. Người đứng đầu trong việc chống đối lại gia luật Bội lên ngôi là Hoàng hậu Thuật Luật Bình, một nữ nhân anh hào đã từng chỉ huy 20 vạn quân Khiết Đan. Bà cũng từng là người đầu tiên từ chối tuẫn táng cùng hoàng đế gia luật A Bảo Cơ và khiến cho tập tục lâu đời này của Khiết Đan bị xóa bỏ. Thuật Luật Bình cho rằng sự cởi mở của gia luật Bội với nền văn hóa Hán làm suy giảm khả năng lãnh đạo của ông trong vai trò một người Khiết Đan. Thay vào đó, bà ủng hộ em trai của gia luật Bội là gia luật Đức Quang, một người được đánh giá là truyền thống hơn lên kế vị. Sự ủng hộ này không chỉ đến từ một mình Thuật Luật Bình mà nó còn đến từ phần lớn giới quý tộc Khiết Đan, nhận thấy rằng mình có thể sẽ không được kế vị hoàng vị và sẽ nguy hiểm hơn nếu ông vẫn cố gắng tiến hành. Tới lúc này, gia luật Bội đành vận động cho em trai kế vị. Đến cuối năm 927, ông chính thức tuyên bố với Thuật Luật Bình rằng gia luật Đức Quang có khả năng hơn, đồng thời hối thúc em trai đăng cơ, còn mình thì trở về phía đông tiếp tục làm Đông Đan Vương.
mặc dù được người anh trai đại tài của mình nhường ngôi, thế nhưng Gia Luật Đức Quang thì vẫn không chịu buông tha cho Gia Luật Bội. Đồng Đan Vương, Gia Luật Bội vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng đế Khiết Đan. Năm 930, vì không thể tiếp tục chịu đựng được sự kiểm tỏa của em trai, Gia Luật Bội đã chạy sang hậu đường và sống tại đây tới hết đời, đặt dấu chấm hết cho một con người tài năng mà không gặp thời. Đại Liêu dưới sự dẫn dắt của Gia Luật Đức Quang, Liêu Thái Tông cũng chính thức bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn bành trướng thế lực. Nam Hạ Trung Nguyên. Dường như thiên ý đã an bài cho sự bành trướng và cường thịnh của Khiết Đan quốc. Từ khi kiến quốc, họ chẳng gặp phải bất kỳ một khó khăn nào từ phía Nam, nơi mà những người Hán vẫn luôn coi mình là thiên triều của các bộ tộc du mục phương Bắc. Giang Sơn Trung Hoa chia năm xẻ bảy, quân hùng tranh bá nổi lên khắp nơi, giao tranh hỗn loạn, thiên hạ đều tàn, và đó chính là cơ hội tuyệt vời để Đại Liêu Nam Hạ Trung Nguyên bành trướng thế lực. Thiên thời đã cho Khiết Đan quốc một cơ hội với cái chết của hậu đường Minh Tông Lý Tự Nguyên. Lý Tự Nguyên qua đời cũng chính là khi mà hậu đường chìm trong bạo loạn của chính biến. Hà Đông Tiết Độ Sứ Thạch Kính Đường cũng theo đó mà mưu quyền đoạt vị, thành lập cơ đồ riêng của mình. Nhưng Thạch Kính Đường dù có sẵn tâm nhưng không đủ lực để hiện thực hóa, và ông ta đã tìm tới Khiết Đan quốc để nhờ cậy giúp sức. Khi được Thạch Kính Đường nhờ vả xuất quân trợ chiến, Liêu Thái Tông vui mừng khôn xiết, vì đây sẽ là một cái cớ hoàn hảo để ông Nam Hạ Trung Nguyên. Thạch Kính Đường đề nghị sẽ cắt cho Khiết Đan Yên Vân Thập Lục Châu, 16 châu phía Bắc giáp với Liêu, trải ra từ Đại Đồng thuộc Sơn Tây hiện nay đến bờ biển của Bột Hải ở phía đông Bắc Kinh ngày nay, nếu như cuộc chính biến của ông ta giành thắng lợi. Và tất nhiên là Liêu Thái Tông thì chẳng cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Đó là một vụ làm ăn có lời, thậm chí là lời đậm của Khiết Đan. Khiết Đan quốc chi viện cho Thạch Kính Đường 5 vạn đại quân, trong đó phần lớn là kỵ binh Khiết Đan vô cùng tinh nhuệ. Vó ngựa của những chiến binh Khiết Đan lập tức giải xéo hậu đường, biến những nỗ lực chống đỡ của triều đình chìm vào trong vô vọng. Cuộc chính biến cũng theo đó mà kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của Thạch Kính Đường và Khiết Đan. Thạch Kính Đường lên ngôi, thành lập nhà Hậu Tấn, còn Yên Vân Thập Lục Châu được chuyển giao cho Khiết Đan quốc và đã trở thành một tiền đồn găm sâu vào phía nam của những chiến binh Khiết Đan. Với việc Yên Vân Thập Lục Châu sở hữu nhiều quan ải và thành trì chiến lược, người Khiết Đan có thể từ đó mà tiếp cận được đồng bằng Hoa Bắc một cách dễ dàng. Mối quan hệ giữa Khiết Đan quốc và Hậu Tấn luôn diễn ra tốt đẹp trong thời gian Thạch Kính Đường còn tại vị. Liêu Thái Tông tất nhiên là vô cùng thèm khát lãnh thổ của Hậu Tấn, thế nhưng vì vẫn còn lo ngại Thạch Kính Đường nên chưa dám tấn công. Và rồi, khi vị hoàng đế khai quốc của Hậu Tấn qua đời thì mọi chuyện đã khác. Con trai Thạch Kính Đường là Thạch Trọng Quý lên ngôi và lập tức thi hành các chính sách không mới thân thiện với người Khiết Đan. Và đỉnh điểm của sự coi khinh người Khiết Đan chính là việc ông ta đã trục xuất toàn bộ người Khiết Đan ra khỏi phủ khai phong. Đó được coi là một nước cờ đi thẳng vào lòng đất của Thạch Trọng Quý. Với người Khiết Đan, đó là quốc nhục, là sự sỉ vả những chiến binh. Có thù thì tất phải báo, và chính Thạch Trọng Quý một lần nữa lại cho Liêu Thái Tông một cái cớ để Nam Hạ. Cuộc chiến tranh Khiết Đan, Hậu Tấn sau đó đã nhanh chóng nổ ra. Mặc dù gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng cũng chỉ sau 3 năm, Hậu Tấn cũng đã bị bẹp dí dưới võ ngựa của kỵ binh Khiết Đan. Tới lúc này, Khiết Đan quốc đã thực sự trở thành một nỗi khiếp sợ của toàn Trung Nguyên. Cương thổ của họ được mở rộng lớn chưa từng có trong lịch sử. Kỵ binh Khiết Đan được ví von như một binh đoàn chết chóc, đi tới đâu là gieo rắc sự kinh hoàng tới đó. Đế chế của dân tộc Khiết Đan đã vươn mình và trở thành bá chủ của đại ngàn phương Bắc, phần nào đó là Trung Nguyên. Suy thoái và ổn định. Chỉ một tháng sau ngày đại phá khai phong, diệt Hậu Tấn, Liêu Thái Tông chính thức cải quốc hiệu từ Khiết Đan quốc thành Đại Liêu, triều Liêu chính thức được thành lập. Mặc dù Liêu Thái Tông có ý muốn trường kỳ là mưu hoạch phát triển Trung Nguyên, song vì binh sĩ Khiết Đan cướp đoạt tài vật của bá tánh quá nhiều khiến cho người người căm phẫn, từ đó đã dấy lên phong trào chống Liêu, khiến Liêu Thái Tông buộc phải lưu binh về phía Bắc, chỉ để lại một lực lượng nhỏ trấn thủ. Trên đường rút quân, ông lâm trọng bệnh và bất ngờ qua đời tại Loan Thành thuộc Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Liêu Thái Tông qua đời kết thúc sự nghiệp vẻ vang của một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Đại Liêu, thế nhưng đồng thời cũng mở ra một cuộc biến loạn tiếp theo để tranh giành vương vị. Một trong hai người cầm đầu cuộc biến loạn này là một cái tên quen thuộc, Thái hậu Thuật Luật Bình, người đã từng đưa Liêu Thái Tông lên kế vị thay cho vị trí của anh trai ông Gia Luật Bội. Thế nhưng lần này bà lại ủng hộ cho Gia Luật Nguyễn, con trai của Gia Luật Bội, lên nắm vương quyền. Một thế lực đối nghịch với Gia Luật Nguyễn
là gia luật Lý Hồ, em trai của Liêu Thái Tông, người nhận được sự chống lưng của Ứng Thiên Thái Hậu. Cuộc chiến giữa hai phe đã khiến triều cương Đại Liêu một phen xáo động, rối như tơ vò. Nếu như cha của gia luật Nguyễn là gia luật Bội không được lòng quý tộc Khiết An vì bị cáo buộc là xa rời các giá trị dân tộc, thì gia luật Nguyễn lại rất được những quý tộc này ủng hộ, và họ cho rằng chỉ có ông mới đủ tài năng và đức độ để giữ vững cơ đồ tổ tiên. Trái ngược với sự ủng hộ dành cho gia luật Nguyễn, gia luật Lý Hồ thì không được lòng của giới quý tộc Khiết An, và như một lẽ thường tình, gia luật Nguyễn dưới sự nâng đỡ mạnh mẽ đã thành công kế vị, chính là Liêu Thế Tông, trong khi gia luật Lý Hồ và Ứng Thiên Thái Hậu bị trục xuất khỏi kinh đô, chính thức chấm dứt tham vọng chính trị. Chỉ tiếc rằng sự lên ngôi của Liêu Thế Tông được coi như một bước lùi thảm hại trong lịch sử huy hoàng của Đại Liêu. Từ khi bắt đầu lên ngôi, Liêu Thế Tông tiến hành một loạt các cải cách nhằm làm mới bộ máy cầm quyền của Đại Liêu. Cải cách của Liêu Thế Tông khiến triều Liêu chuyển từ hình thức liên minh bộ lạc sang thời đại trung ương tập quyền. Trong thời gian Liêu Thế Tông tại vị, ông vẫn giữ kỳ vọng chiếm lĩnh Trung Nguyên, đã nhiều lần động binh với chính quyền Trung Nguyên, chỉ tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tài gang. Nếu như những năm dưới sự cai trị của Liêu Thế Tông đã liêu hùng mạnh bao nhiêu, thì những năm cuối cùng mà ông nắm quyền lại hủ bại bấy nhiêu. Những năm cuối, Liêu Thế Tông tin dùng định thần, giảm phong thưởng, khiến triều đình không được chỉnh trị, chính trị thì hủ bại. Những cuộc chiến của họ tại Trung Nguyên chỉ có thua mà không hề ngửi thấy mùi chiến thắng, khiến cho các khoản chi phí đè nặng lên vai người dân. Bá tánh Đại Liêu gào thét trong vô vọng, thế nhưng đáp lại họ chỉ là những cái ngoảnh mặt làm ngơ của quan lại. Người dân thì nai lưng ra làm để đóng góp thuế cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa, cho từng vỏ rượu mà hoàng đế của họ uống hàng ngày. Và rồi, cái mà họ nhận được chỉ là một đời sống chính trị xã hội ngày càng bất ổn. Giữa lúc mà Liêu Thế Tông đang dần biến triều đình Đại Liêu thành một mớ hỗn loạn, thì gia luật Sát Cát xuất hiện như một đấng cứu thế và giết chết Liêu Thế Tông vào năm 951. Tưởng rằng cái chết của Liêu Thế Tông sẽ giúp Đại Liêu nhìn thấy ánh sáng cường thịnh, trở về với sự hùng mạnh của họ năm nào. Thế nhưng không, sự bất ổn chính trị tiếp tục diễn ra một cách hỗn loạn và thậm chí là còn tồi tệ hơn thời kỳ của Liêu Thái Tông nắm quyền rất nhiều. Lợi dụng cái chết của Liêu Thế Tông, con cả của Liêu Thái Tông là gia luật Cảnh cùng các đại thần trong triều đã mưu sát gia luật Sát Cát. Sau đó, gia luật Cảnh được lập làm hoàng đế, tức Liêu Mục Tông. Liêu Mục Tông tuy không thích nữ sắc, song lại hay uống rượu, đến sáng mới ngủ, trưa thì mới tỉnh dậy, nên thường không lo triều chính. Quốc nhân gọi là Thụy Vương, tức là vua ngủ. Liêu Mục Tông không thể làm chủ được chính trị, khiến cho quần hùng khắp nơi nổi lên tạo phản, thiên hạ bình đào khói lửa, lòng dân oán thán, quốc lực đã suy yếu từ thời Liêu Thế Tông thì nay lại càng suy kiệt nghiêm trọng. Thế nhưng cũng thật may mắn, Liêu Mục Tông thì vẫn đủ sức tỉnh táo trước sự cám dỗ của những hũ rượu nồng. Nhận thấy chính trị trong nước đã quá bất ổn, ông đành phải đình chỉ chính sách nam phạt Trung Nguyên của Thái Tông và Thế Tông nhằm để khôi phục lại quốc lực đã bị tổn hại do chiến sự Trường Kỳ. Thế nhưng ở phía Nam, Hậu Chu cũng ngày một cường thịnh. Năm 959, Hậu Chu đã phát động Bắc phạt. Ninh Châu Thứ Sử Vương Hồng của Liêu đã dâng thành đầu hàng. Quân Hậu Chu sau đó đã chiếm được vô số thành trì của Đại Liêu, đặt Đại Liêu đối mặt với nguy cơ lần thứ nhất khi lập quốc. Quân Hậu Chu như hổ dữ xuống núi, thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, khiến hỏa rực cháy khắp Đại Liêu. Đại Liêu suy kiệt, quốc lực không đủ để đối kháng, cứ đánh là thua, đụng là bại. Liêu Mục Tông thậm chí còn có ý định là từ bỏ Yên Vân Thập Lục Châu. Thế nhưng dường như thần may mắn thì vẫn phù hộ cho Đại Liêu. Giữa lúc chiến sự đang bước vào giai đoạn cam go quyết định, thì hoàng đế Hậu Chu bất ngờ đổ bệnh nặng. Quân Hậu Chu dù tiếc nuối thế nhưng cũng đành phải lùi binh, từ bỏ tham vọng chiếm lại Yên Vân Thập Lục Châu. Đại Liêu cũng theo đó mà được giải vây. Người Khiết Đan và Liêu Mục Tông bị Hậu Đường dọa cho một phen hú vía, thế nhưng vẫn may mắn giữ được cương vực lãnh thổ, thoát khỏi hiểm cảnh. Liêu Mục Tông lại tiếp tục đắm chìm trong hơi men và cuối cùng đã bị thích sát vào năm 969. Con trai của Liêu Thế Tông, người bị thích sát dẫn đến sự lên ngôi của Liêu Mục Tông, đó là Gia Luật Hiền lên ngôi, tức Liêu Cảnh Tông. Liêu Cảnh Tông cần mẫn xử lý chính sự, trọng dụng hiền thần, đưa Đại Liêu bước vào một thời kỳ tươi sáng. Nội bộ nước Liêu giai đoạn này có thể coi là ổn định nhất kể từ khi lập quốc, đời sống bá tánh được chăm lo, các thế lực phản loạn đã bị dẹp yên, triều cương vững mạnh, vua tôi một lòng. Về đối ngoại thì Liêu Cảnh Tông duy trì mối quan hệ giao hảo với các triều đại ở Trung Nguyên, thay vì việc cố gắng nam hạ như các đời hoàng đế trước đó. Đặc biệt, ông giữ mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Tống Thái Tông Triệu Cuồng Nghĩa, người đang đánh đông dẹp bắc, tiến từng bước vững chắc tới việc thống nhất Trung Nguyên. Chính những chính sách ngoại giao và đối nội khôn khéo của Liêu Cảnh Tông đã đặt một nền móng vững chắc
cho sự huy hoàng của Đại Liêu sau này dưới sự lãnh đạo của Liêu Thánh Tông. Vậy thì rốt cuộc Đại Liêu đã phát triển rực rỡ ra sao? Họ đã cùng Tống và Tây Hạ tạo thế chân vạc như thế nào? Hãy cùng chờ đón video tiếp theo để cùng Battlecry đi tìm câu trả lời nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry lịch sử thế giới. Trong video kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sự thành lập của Đại Liêu, đế chế của người Khiết Đan. Triều đại nào cũng vậy, có thịnh rồi sẽ có suy, suy rồi lại thịnh rồi lại suy, như một lẽ vô thường của lịch sử. Đại Liêu đã bước qua thời kỳ kiến quốc và bất ổn, giờ đây họ đứng trước ngưỡng cửa của thịnh thế. Vậy thì Đại Liêu đã bước vào giai đoạn thịnh thế như thế nào, rồi lụ tàn ra sao? Hãy cùng Battlecry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Đại Liêu thịnh thế, bá chủ Trung Nguyên. Liêu Cảnh Tông lên ngôi, sửa sang chính sự nhưng nhiều bệnh tật. Năm 982, ông qua đời, nhưng những quyết sách chiến lược của ông thời còn tại vị đã đặt một nền móng vững chắc cho Đại Liêu tiếp tục phát triển dưới trướng của người kế cận. Gia Luật Long tự lên ngôi kế vị chính là Liêu Thánh Tông và mở ra một thời kỳ phát triển huy hoàng khó có thể lặp lại trong lịch sử của Đại Liêu. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng phát triển Đại Liêu rực rỡ là phần sau trong câu chuyện cuộc đời của Liêu Thánh Tông. Còn câu chuyện khi ông mới kế vị thì có lẽ nên nói về mẹ ông, Tiêu Thái Hậu, Tiêu Xước. Liêu Cảnh Tông nhiều bệnh nên được vợ ông là Tiêu Thái Hậu giúp đỡ. Cả hai cùng chống đỡ cho triều đình nhà Liêu. Khi Liêu Cảnh Tông qua đời, Tiêu Thái Hậu mới 30 tuổi và Liêu Thánh Tông cũng mới chỉ có 12 tuổi. Vì Tiêu Thái Hậu không có các lực lượng ngoại thích hậu thuẫn nên khi Liêu Thánh Tông vừa lên ngôi thì ngọn lửa phản loạn trong lòng Đại Liêu một lần nữa lại bùng cháy. Các vương tôn quý tộc hình thành phe cánh, tập hợp binh mã, khống chế triều đình, âm mưu tạo phản. Tiêu Thái Hậu nhận rõ mối nguy quốc gia và đành tự mình đứng ra nhiếp chính, gánh vác chính sự. Đầu tiên, bà tin dùng rất nhiều trọng thần trong triều đình và nhờ vào tiếng nói của họ mà quyết định đại sự. Những thần tử không ủng hộ Liêu Thánh Tông đều bị bà xử trí hoặc thay thế. Các vương tôn quý tộc liên tục bị cấm túc trong thời gian đó. Tiêu Thái Hậu thực hiện nhiều nỗ lực nhằm tiêu trừ binh mã của họ. Những nỗ lực của Tiêu Thái Hậu đã giữ thật chắc ngôi vị của Liêu Thánh Tông. Và không quá khi nói rằng, trong Đại Liêu thịnh thế thì công lao của Liêu Thái Hậu cũng không thua kém gì Liêu Cảnh Tông. Chính trị là cuộc chơi của những kẻ tỉnh táo. Và có lẽ, cái đầu lạnh của một nữ nhân như Tiêu Thái Hậu đã vượt qua toàn bộ đám phản loạn của Đại Liêu vào thời điểm đó. Ngoài việc dẹp trừ nội loạn, trong thời gian nhiếp chính sau đó, Tiêu Thái Hậu đã tiến hành cải cách, tận lực phát triển quốc gia, chú trọng trồng trọt, xây dựng các công trình thủy lợi, giảm thiểu thu thuế, chỉnh đốn việc cai trị của quan lại, huấn luyện quân đội, khiến cho bách tính triều Liêu phồn vinh, thế nước cường thịnh. Năm 1009, sau khi Liêu Thánh Tông thân chinh, triều Liêu đạt đến đỉnh cao của mình, về cơ bản là tiếp tục phong mạo triều Liêu thời Tiêu Thái Hậu chấp chính, phản đối hình pháp nghiêm khắc, phòng chống việc tham ô. Trên khía cạnh văn hóa và giáo dục, Liêu Thánh Tông cho tiến hành các chế độ khoa cử, biên tu kinh Phật, Phật giáo hết sức thịnh hành. Tóm lại, về mặt đối nội, toàn bộ các chính sách được cho là cấp tiến với một vương triều phong kiến đều đã được Liêu Thánh Tông triển khai, khiến cho đời sống bá tánh ổn định, quốc lực Đại Liêu thì phát triển tới cực hạn. Trong thời gian trị vì, Liêu Thánh Tông tiến hành chinh phạt tứ phương, khiến cho người Tống mỗi khi nghe tới tên là phải kinh hồn bạt vía. Sau khi Tống triều chính thức lập quốc, đã còn nhiều lần dòm ngó tới vùng Yên Vân Thập Lục Châu, nơi được Thạch Kính Đường cắt cho Đại Liêu nhằm trả phí cho việc xuất quân giúp ông ta cướp ngôi như nói ở video kỳ trước. Trên danh nghĩa lấy lại đất cũ, Tống triều đã nhiều lần xuất binh quấy nhiễu khu vực này, thế nhưng đều không thu được thành quả nào. Thậm chí họ còn tiến hành hai cuộc bắc tiến lớn vào năm 976 và 986, thế nhưng đều bị kỵ binh Kiết Đan vả cho nổ trong đó mắt. Để giải quyết vấn đề Tống xâm phạm biên giới một lần và mãi mãi, năm 1004, Liêu Thánh Tông đã quyết định thân chinh, thống lĩnh đại quân tiến hành Nam Hạ, quét sạch nước Tống. Quân Liêu đánh tới đâu, thắng tới đó, quân uy chấn động một vùng núi sông. Từ căn cứ Yên Vân Thập Lục Châu, kỵ binh Kiết Đan rong ruổi truy bắt quân Tống khắp bốn phương tám hướng, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Quân Tống bị uy thế quân Liêu trấn áp, chưa đánh đã thua. Tống Chân Tông thấy quân đội thì liên tiếp thất bại, thì ngày đêm ăn ngủ không ngon, bỏ bê chính sự, lo cho số phận của cơ đồ tổ tiên. Thậm chí ông ta có định lui quân, rời đô về Nam. Tuy nhiên, khi mà chiến sự đang bước vào hồi căng thẳng, quân Liêu bất ngờ bại trong một trận chiến lớn, quân lực hao mòn nghiêm trọng và đành phải ngồi vào bàn đàm phán với quân Tống. Tuy nhiên, họ vẫn là kẻ nắm đằng chuôi nên nhận được vô vàn lợi ích từ cuộc chiến này. Theo đó, mỗi năm Tống phải ban trong mặt kép cho Liêu
10 vạn lạng bạc, 20 vạn tấn lụa. Hai bên thì giữ gìn cương giới, không quấy rối lẫn nhau và trở thành hai nước huynh đệ. Đó chính là bản hòa ước Thiền Uyên Chi Minh ô nhục trong lịch sử nước Tống. Liêu Thánh Tông cũng kết hảo với Tây Hạ, song Tây Hạ thì lại dao động giữa Tống và Liêu để tồn tại, hình thành thế cục chân vạc ba nước Tống, Liêu, Hạ. Cùng với việc chinh phạt Trung Nguyên, Liêu Thánh Tông cũng cực kỳ quan tâm tới bán đảo Triều Tiên, khi đó đang nằm dưới sự quản lý của Vương Triều Cao Ly, do Đại Liêu trước đó từng có ý định xâm lược Cao Ly. Dù đã hủy bỏ, thế nhưng quan hệ hai nước thì vẫn có thể nói là cực kỳ xấu, hay không muốn nói là thù địch, không đội trời chung. Vì Cao Ly rất gần với khu vực Bột Hải, Đông Đan Quốc của Đại Liêu, nên họ rất sợ một ngày nào đó, Cao Ly sẽ kích động dân chúng và chiếm lại vùng đất này. Chính vì vậy, Liêu đã tiến hành chiến tranh xâm lược Cao Ly vào năm 992, với quân số được rêu rao lên tới 80 vạn, nhưng có lẽ thực tế thì ít hơn khá nhiều. Đại quân Liêu tiến từng bước vững chắc về phía nam, toan ăn tư nuốt sống Cao Ly. Tuy nhiên, mục tiêu của lần xuất binh này chủ yếu để đe dọa Cao Ly thuần phục, nên khi hành quân tới khu vực sông Thanh Xuyên, Đại Liêu đã phát đi tín hiệu yêu cầu Cao Ly thuần phục thì sẽ lập tức xuất quân. Cao Ly kinh hãi trước sức mạnh của Liêu, lại ở trong giai đoạn suy yếu, không có được sự chi viện của Tống, nên chỉ đành căm hận mà ký vào bản hòa ước để rồi trở thành một quốc gia chư hầu của Đại Liêu. Sau một thời gian ngắn ngủi hòa hoãn mà không thể khiến mối quan hệ hai nước ấm lên, đến năm 1019, lợi dụng Cao Ly có binh biến, Liêu đã đem 40 vạn quân xâm lược Cao Ly lần thứ hai. Thế nhưng sau khi giai đoạn đầu thắng lợi, họ đã chịu những thất bại ô nhục và đành trả rút quân. Mối quan hệ Liêu Cao Ly cũng chính thức đứt gãy. Cả hai nước bước vào giai đoạn chiến tranh liên biên suốt hơn 10 năm. Đến năm 1018, Liêu phải đối mặt với thất bại quân sự lớn nhất trong lịch sử của mình. Xong đến năm 2019, họ lại tiếp tục tập hợp đại quân để tiến sang Cao Ly. Và lúc này, cả hai bên đều nhận thấy rằng họ không thể đánh bại được đối phương về quân sự. Do vậy, vào năm 2020, Cao Ly Hiển Tông tiếp tục triều cống cho Liêu và trở thành một chư hầu của Liêu trở lại. Mối quan hệ cả hai trong trạng thái hòa bình tận tới khi Liêu diệt vong. Bằng tài năng chính trị vượt bậc của mình, Liêu Thánh Tông cùng với Tiêu Thái Hậu đã kiến tạo một Đại Liêu thịnh thế, quốc sự ổn định, triều cương vững chắc, lãnh thổ được mở rộng chưa từng có, bá chủ một toàn cõi Trung Nguyên, khiến cho Tống, Cao Ly, Tây Hạ phải kinh hồn bạt vía mỗi khi nhắc tới tên. Nhưng tiếc rằng Đại Liêu vẫn không thể nào thoát khỏi vòng xoáy thịnh suy của lịch sử, và lần suy này có lẽ khiến dân tộc Khiết Đan phải ôm hận nghìn thu. Chân vạc ba nước và suy yếu. Năm 1031, Liêu Thánh Tông qua đời, con cả là Gia Luật Tông chân kế vị, tức Liêu Hưng Tông, cùng với sự lên ngôi của Liêu Hưng Tông, mẹ của ông, Tiêu Nậu Cân, tức Pháp Thiên Thái Hậu, cũng có được quyền lực tối cao. Nếu như Liêu Thánh Tông được một tay mẫu thân dìu dắt, dạy cho đạo trị quốc yêu dân, bản thân bà thì cũng sửa sang chính sự, kiến thiết Đại Liêu, thì sự cầm quyền của Pháp Thiên Thái Hậu lại mở ra một thời kỳ suy yếu nghiêm trọng của nước Liêu. Pháp Thiên Thái Hậu thâu tóm toàn bộ quyền hành, ưa lời xu nịnh, trọng dụng nhiều quan tham ô lại, từng bị Liêu Thánh Tông cấm vĩnh viễn không được can dự vào chuyện triều chính. Liêu Hưng Tông trở thành một hoàng đế hữu danh vô thực, một quan hệ mẹ con mẫu tử ruột già cứ như vậy mà rạn nứt không thể cứu vãn. Pháp Thiên Thái Hậu tham quyền cố vị tới mức đề phòng cả con đẻ của mình. Bà ta cho rằng Liêu Hưng Tông kế thừa vương vị theo đúng di nguyện của tiên đế chắc chắn sẽ có lòng phản lại bà ta để chiếm thực quyền. Người xưa thường nói rằng hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng chính Pháp Thiên Thái Hậu lại có ý định lật đổ Liêu Hưng Tông để đưa em trai của ông ta lên ngôi. Khi đó Đại Liêu sẽ do một hoàng đế không danh chính ngôn thuận cai quản, và Pháp Thiên Thái Hậu sẽ thâu tóm toàn bộ triều cương, kê cao gối và ngủ mà không phải lo phản loạn. Thế nhưng em trai của Liêu Hưng Tông thì đã lại báo với ông chuyện này. Liêu Hưng Tông tức giận, cắt đứt tình phụ mẫu với Pháp Thiên, bất ngờ đem quân tới trấn áp mẹ, buộc bà phải tới để canh lăng của vua cha, phản loạn từ đó mới được dẹp yên. Tưởng như sự việc Pháp Thiên Thái Hậu liệt đổ cùng với việc Liêu Hưng Tông quay lại nắm thực quyền sẽ khiến Đại Liêu tiếp tục trên con đường mà Liêu Thánh Tông đã vẽ ra. Thế nhưng một tay vị quân vương trẻ tuổi gần như đã phá nát toàn bộ cơ đồ mà tổ tiên mất hàng trăm năm để xây dựng. Liêu Hưng Tông là một vị vua hiếu chiến với mộng tưởng điên rồ là mở rộng lãnh thổ. Ông nhiều lần cầm quân thân chinh xé nát hòa ước với Tây Hạ và Tống khi mà liên tiếp đem quân của những biên cương và ép họ phải cống nạp ngày một nặng nề hơn. Thế nhưng thứ mà ông thu lại được chỉ là những mối quan hệ rạn nứt và những khoản chi phí khổng lồ. Việc Liêu Hưng Tông cầm quân thân chinh khiến cho bọn gian thần trong triều đình mặc sức lộng hành, triều Liêu ngày càng suy lạc, chính trị thì hủ bại, bách tính thì khốn khổ, quân đội suy nhược. Có thể nói rằng bao nhiêu công sức kiến quốc của nhiều đời đế vương Đại Liêu giờ đây đã bị Liêu Hưng Tông hủy hoại.
sau khi Liêu Đạo Tông lên kế vị, các thế lực phản loạn được dung túng dưới thời của Liêu Hưng Tông nhận thấy thời cơ chín muồi, lập tức phát động binh biến. Thế nhưng thật may là Liêu Đạo Tông thời điểm này thì vẫn đủ sức để dẹp loạn. Thế nhưng khi nhìn sang phương diện lãnh đạo đất nước thì đó lại là một câu chuyện khác rất nhiều. Nếu như Liêu Đạo Tông và Liêu Hưng Tông là những bậc thầy dẹp loạn, bảo vệ vương vị, thì có lẽ họ cũng chỉ là những con gà mờ trên phương diện quản lý đất nước. Trong thời gian Liêu Đạo Tông tại vị, chính trị của Liêu hủ bại, quốc thế thì suy loạn, Liêu Đạo Tông không tiến hành cải cách đổi mới, bản thân thì lại thoái hóa xa xỉ. Đương thời địa chủ và quan lại đẩy mạnh chiếm giữ đất đai, bách tính thống khổ không kham nổi, lời oán thán khắp nơi. Liêu Đạo Tông trọng dụng các gian thần nịnh hót, còn bản thân mình thì bỏ bê chính sự, khiến cho quốc lực của Liêu đã suy yếu dưới thời của Liêu Hưng Tông, giờ đây lại càng tụt lùi. Thế nhưng cũng may mắn cho họ, đó là Tống, Tây Hạ cũng bước vào những nốt trầm của riêng mình. Thế cục chân vạc ba nước từ đó vẫn được giữ vững. Có thể nói rằng Đại Liêu suy yếu phần nhiều là vì những biến động chính trị. Các quân vương của họ tuy đủ tài dẹp binh biến, thế nhưng lại không đủ tài để lãnh đạo đất nước. Quốc sự thì bị bỏ bê, dân chúng thì lầm than, thế nước suy yếu. Và có lẽ chỉ có sự suy yếu của Tống cùng Tây Hạ thì mới khiến cho Liêu có thể đứng vững. Nhưng tới khi đại kim của người Nữ Chân quật khởi kiến quốc thì đó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nữ Chân uy hiếp, phân liệt và diệt vong. Tháng 1 năm 1001, Liêu Đạo Tông qua đời, Hoàng Tôn ra luật Diên Hy kế vị, tức Liêu Thiên Tộ. Ngày 10 tháng 2 năm 1112, Liêu Thiên Tộ đến Xuân Châu, triệu tập các tổ trưởng Nữ Chân trong khu vực tới chầu. Trong yến tiệc, Liêu Thiên Tộ say rượu rồi lệnh cho các vị tổ trưởng phải khiêu vũ, chỉ có Hoàn Nhan A Cốt Đả là từ chối. Liêu Thiên Tộ không để ý suy nghĩ về chuyện này, song từ đó, quan hệ giữa Hoàn Nhan A Cốt Đả và Triều Liêu đã trở nên bất hòa. Tháng 9, Hoàn Nhan A Cốt Đả không quản phụng chiếu, đồng thời bắt đầu dụng binh với các bộ lạc Nữ Chân không phục tùng. Mùa xuân năm 1114, Hoàn Nhan A Cốt Đả chính thức khởi binh phản Liêu. Liêu Thiên Tộ ban đầu không xem Hoàn Nhan A Cốt Đả là một mối đe dọa nghiêm trọng. Song, các đội quân mà ông phái đi trấn áp Hoàn Nhan A Cốt Đả đều thất bại nhục nhã. Năm 1115, để giải quyết uy hiếp từ tộc Nữ Chân, Liêu Thiên Tộ đã hạ lệnh thân chinh. Tuy nhiên, quân Liêu bị quân Nữ Chinh đánh bại ở khắp nơi. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng tự xưng là hoàng đế, kiến lập Triều Đại Kim, tức Kim Thái Tổ. Từ đây, người Nữ Chân hoàn toàn thoát ly khỏi sự kiểm tỏa của Liêu và bắt đầu cho nỗi quốc nhục khiến người Khiết Đan phải ôm hận nghìn thu. Cũng năm mà Đại Kim lập quốc, Liêu cũng có nội loạn, mặc dù đã nhanh chóng bị bình định, nhưng nó đã khiến cho Đại Liêu dù muốn đánh dẹp Kim cũng đành phải bất lực tòng tâm. Ở Bột Hải cũng phát sinh sự kiện Cao Vĩnh Xương làm loạn tự lập. Đến tháng 4 năm 1116 thì mới bị bình định. Đến tháng 5 thì quân Kim lợi dụng đêm tối mà đánh chiếm Đông Kinh và Thẩm Châu của Liêu. Năm 1117, quân Kim đánh Xuân Châu, còn Liêu không chiến tự bại. Thế nước của Liêu đã lâm nguy, đứng trước nguy cơ diệt vong trước vó ngựa của Đại Kim. Năm 1120, khi nhận thấy thiên thời đã tới, Kim liền đưa quân đánh chiếm Thượng Kinh của Liêu. Thượng Kinh sau đó cũng nhanh chóng thất thủ. Và điều này đánh dấu cho việc Liêu đánh mất một nửa lãnh thổ. Do vấn đề kế thừa hoàng vị, nội bộ của Liêu lại phát sinh nội loạn. Cuối cùng, kết thúc với việc Liêu Thiên Tộ đã giết con cả của mình là Gia Luật Ngao Lỗ Oát, song chỉ khiến cho thêm nhiều binh sĩ Liêu đầu hàng quân Kim. Tháng 1 năm 1122, quân Kim đánh chiếm Trung Kinh của Liêu. Liêu Thiên Tộ phải lưu vong tới Giáp Sơn, nước không thể một ngày không có vua. Ở Nam Kinh, các trung thần của Liêu tôn lập Gia Luật Thuần là hoàng đế, tức Liêu Thuận Tông. Vì đã mất đi một nửa lãnh thổ, nên giai đoạn này người ta gọi là Triều Bắc Liêu. Thuận Tông giáng Thiên Tộ làm Tương Âm Vương, đồng thời sai đại sứ dâng biểu với Triều Kim xin quy phục. Tuy nhiên, đại sự chưa thành thì ông đã qua đời. Vợ ông là Liêu Đức Phi Nhân nhân cơ hội đó mà xưng đế và trở thành hoàng đế nữ đầu tiên của Triều Đại Liêu. Thế nhưng thời gian bà cầm quyền thì cũng chẳng được quá lâu. Các phe cánh trong triều liên tục nổi dậy. Triều Kim cũng nhân thế đó mà đem quân chiếm nốt lãnh thổ của Liêu. Tháng 12 cùng năm, Nam Kinh đã bị quân Kim công phá. Và như vậy, về cơ bản thì Đại Liêu hùng mạnh đã gần như biến mất. Năm 1124, Thiên Tộ Đế đang lưu vong. Lúc này đã bị mất đại bộ phận lãnh thổ. Người thân thì hầu như bị bắt hoặc bị giết, bi thương vô cùng. Ngày 26 tháng 3 năm 1125, Liêu Thiên Tộ bị tướng Kim là Hoàn Nhan Lâu Thất bắt được ở Ứng Châu. Sang tháng 8 thì bị giả tới Thượng Kinh của Kim, ngày nay thuộc A Thành, Hắc Long Giang, bị Kim Thái Tông Hoàn Nhan Thịnh giáng làm Hải Tân Vương. Năm 1128 thì
khiến Thượng Đế bệnh mất, đặt một dấu chấm buồn cho Đại Liêu. Triều Liêu kéo dài tổng cộng là 210 năm, bao gồm cả thời Khiết Đan, trải qua 9 vị đế vương và trở thành một trong những triều đại có bề dày lịch sử lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Một vài hoàng thân quốc thích của Liêu đã chạy loạn lên Tây Bắc, một trong số đó là Gia Luật Đại Thạch, triệu tập tàn dư của Triều Liêu, khống chế khu vực cao nguyên Mông Cổ và đông bộ Tân Cương. Năm 1130, xưng đế tại Diệp Mê Lập, ngày nay thuộc Ngạch Mẫn, Tân Cương, sử gọi là Tây Liêu, thủ đô tại Hổ Tự Oát Lỗ Đóa. Tây Liêu từng có lúc khuấy trương tới các nước Trung Á ngày nay và trở thành một cường quốc ở Trung Á. Sau khi Gia Luật Đại Thạch mất vào năm 1143, Tây Liêu cũng theo đó mà suy yếu, không thể tìm lại ánh huy hoàng của chính mình. Cuối cùng, Tây Liêu cũng bị quân Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn tiêu diệt, tồn tại được tổng cộng là 87 năm. Tại phía đông, ngày nay thuộc Nông An, Cát Lâm, năm 1212, tôn thất nhà Liêu là Gia Luật Liêu Ca khởi binh phản kháng Triều Kim, đồng thời được đế quốc Mông Cổ giúp đỡ. Tháng 3 năm 1212, Gia Luật Liêu Ca xưng vương, đặt quốc hiệu là Liêu, sử gọi là Đông Liêu. Gia Luật Liêu Ca sau khi kiến quốc thì quy phục đế quốc Mông Cổ và trở thành nước phiên thuộc, nhưng tới năm 1270 thì bị Hốt Tất Liệt đánh dẹp, Đông Liêu từ đó cũng diệt vong. Cũng trong thời gian này, em của Gia Luật Liêu Ca là Gia Luật Tư Bất làm phản, xưng đế tại Trường Châu, gọi là Hậu Liêu. Không lâu sau, Gia Luật Tư Bất bị bộ hạ sát hại. Đến mùa thu năm đó thì Hậu Liêu cũng bị Mộc Hoa Lê dẫn quân Mông Cổ san phẳng. Không lâu sau, các quý tộc Khiết Đan tự tàn sát lẫn nhau. Hậu Liêu cuối cùng diệt vong vào năm 1220. Trong số 3 quốc gia lưu vong của Liêu, có lẽ chỉ có Tây Liêu là còn chút thành tựu, và nó cũng chính là những ánh huy hoàng cuối cùng của vương triều Đại Liêu vĩ đại đã từng tồn tại trên đại ngàn phương Bắc. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của Đại Liêu thông qua 2 video. Các bạn có suy nghĩ gì về quốc gia này? Tại sao với bề dày lịch sử như vậy, họ lại suýt chút nữa bị cả thế giới quên lãng? Hãy để lại ý kiến và cùng Battlecry bàn luận nhé!